Sơn Hà Lệnh cùng Tuấn bị chê dữ dội, thua kém Tiêu Chiến vì một cảnh khóc. Diễn xuất của Công Tuấn trong web drama Sơn Hà Lệnh bỗng trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng trong tập cuối cùng. Web drama Sơn Hà Lệnh với sự tham gia của Công Tuấn, Trương Triết Hạng và những người khác đã lên sóng những tập phim cuối cùng. Ngay từ đầu, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự chú ý và đánh giá cao từ cư dân mạng. Nhưng thật không may, lại vào phần chung kết, Công Tuấn, người đóng vai Ôn Khách Hành, khả năng đóng bi kịch nghiêm trọng đến mức anh ấy bị phàn nàn. Nhiều cư dân mạng cho rằng, cái chết của A Tương đáng lẽ phải là thời điểm nổi bật trong toàn bộ tác phẩm của anh. Nhưng diễn xuất của Công Tuấn lại quá hơi hợt, cảnh khóc không có cảm xúc và kỹ năng diễn xuất cũng trái ngược với Tiêu Chiến. Trong tập cuối của Sơn Hà Lệnh, Cố Tường, một người hầu gái thân thiết đi cùng với Ôn Khách Hành, đã chết. Là chỗ dựa lâu dài của A Tương, cuộc chia tay sinh tử vào phút chót giữa hai người trở nên rất thú vị. Nhưng đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất của Công Tuấn không làm nổi bật nhân vật Ôn Khách Hành. Theo logic, miệng của Cố Tường đang chảy máu và trong khi chịu đựng cơn đau, cô đã yêu cầu Ôn Khách Hành trả thù cho mình và đưa ra lời nói tạm biệt cuối cùng. Công Tuấn nên đặt mình vào đó và đồng cảm với nhân vật khi anh ấy đóng phần này. Còn rất nhiều chỗ để diễn, nhưng những gì khán giả thấy chỉ là kỹ năng diễn xuất đáng xấu hổ của anh ấy nổi lên trên bề mặt. Công Tuấn đọc lời thoại mà không suy nghĩ và không có sự đau buồn thực sự trên khuôn mặt, anh ấy không thể khóc. Công Tuấn có vẻ đang cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét điều đó. Sau đó, hashtag "Ta không phải chủ nhân của em, ta là anh của em" đã được xuất hiện trên Hot Search và thu hút 320 triệu lượt tìm kiếm. Khán giả cho rằng biểu hiện của anh khá đột phá nhưng không tỏa sáng bằng Châu Dạ. Bạn diễn nữ Châu Dạ cũng đã diễn rất cố gắng, nhưng Công Tuấn, người diễn cặp trong đoạn này, không có cảm xúc nào khác ngoài nỗi buồn giả tạo mà anh ấy có thể nhìn thấy. Khi bạn diễn nữ đọc lời thoại, anh ấy chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh và quan sát. Nói thật, đoạn này trong tiểu thuyết là một điểm nhấn trong diễn xuất của Ôn Khách Hành và Công Tuấn thực sự gây thất vọng. Về điểm này, nhiều người so sánh anh với Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh và cho rằng Tiêu Chiến hơn Công Tuấn rất nhiều về mặt diễn xuất. Có rất nhiều cảnh nổi tiếng của Ngụy Tô Viện do Tiêu Chiến thủ vai trong Trần Tình Lệnh, đặc biệt là khi sư tỷ Giang Yếm Ly qua đời, cảnh khóc và kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến đã khiến vô số khán giả xúc động. Dựa vào niềm tin sắt đá và sự hiểu biết sâu sắc về vai diễn, sự suy sụp của người chị sau cái chết và lòng căm thù vô bờ bến đã được thể hiện trọn vẹn với Tiêu Chiến đã khơi dậy sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng. Vì vậy, do họ đều đóng chung một bộ phim đam mỹ, nhưng kỹ năng của Công Tuấn thật sự rất khó chịu hơn Tiêu Chiến. Nhiều khán giả cho rằng khả năng diễn xuất của Công Tuấn không ổn định khi đối mặt với Cố Tường, anh nói không thành lời, nhưng khi đối diện với Chu Tử Thư do Trương Thiết Hạng đóng, nước mắt anh lại trực trào và thấm đượm tình cảm. Anh diễn hai phân cảnh này thực sự rất khác biệt. Chính vì vậy, người xem cũng không thể đánh giá anh là một người có diễn xuất hay không diễn xuất. Nhiều cư dân mạng đã để lại ý kiến riêng của mình sau khi xem qua đoạn video do nhân vật Công Tuấn đóng bày tỏ thương tâm trước cái chết của Cố Tường. Không biết dây thần kinh của tôi xảy ra vấn đề gì, tôi xem cảnh thương tâm của Ôn Khách Hành, Cố Tường mà không có nỗi niềm gì, không khóc được luôn. Tôi khóc không phải vì Ôn Khách Hành ôm A Tương, mà là A Tương nói rằng cô ấy có thể gặp Tào Ý Ninh. Diễn xuất của Công Tuấn kém hẳn khi đối diện với em gái.